Có nhiều cha mẹ phụ huynh gặp những đứa hỏi thầy ơi bây giờ con nít sao nó ngộ quá, 13, 14 tuổi tự nhiên nhiên trong đầu nó ai nói chuyện trong nó, rồi kêu nó đi tự tử đi, hoặc là nó bắn loạn tâm trí, bị này bị kia, kỳ cơ cục lắm, tâm trạng không bình thường. Mà thêm mà con nít bây giờ bị bệnh mà gọi là trầm cảm nhiều, nó thấy không? Mà cái bệnh này nó sanh ra là từ đâu con biết không? Phước duyên hết. Phước thì giống như điện vậy đó, điện thiếu thì đèn nó mờ, nó giật giật giật, mà điện tắt luôn thì đèn tắt luôn, thấy không? Cúp điện thì đèn tắt. Thì bây giờ các con mà đến lúc mà tự nhiên trong đầu của con nó sanh ra những cái tiếng kêu, tiếng nói này kia mà không làm chủ được, là người ta chiếm hữu được tâm mình á, phước duyên mình giảm bớt đi, con người nó sanh ra thần kinh không bình thường, không ổn định đó. Nó làm cho mình buồn, nặng nề, âu lo, sợ hãi. À đó 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 đó. Có những người họ lo tối ngày, họ sợ tối ngày vậy đó, sợ cái này sợ cái kia, lo này lo nọ tối ngày luôn. Mà những chuyện không cần lo cũng lo, những chuyện không cần sợ cũng sợ. Đây là trạng thái của người duyên phước bị giảm. Duyên phước bị giảm. Hồi nãy như Đức gặp một anh chàng, nhìn anh ốm cao cao, nhìn cũng đẹp trai, râu ria rậm rạp, nhìn giống Tây lắm. Gia đình dẫn lại nói anh đang buồn. Mấy tuần nay đi đến chùa nghe mình giảng pháp và vui lại rồi. Nhưng Đức nói rằng giờ mới có 32 tuổi mà phấn chấn lên, nghe pháp niệm Phật đồ tăng phước duyên lại. Anh là do buồn rầu rĩ rồi ngủ không được, viết nó căng thẳng, thần kinh nó bằng thằng, viết thần kinh nó yếu. Mọi vị nhớ cái thần kinh khi yếu nghe, là con người mình giống như bị ai làm chủ mình vậy đó. Ví dụ như đêm đó lỡ quý vị mà có những người uống trà, uống cà phê mà ngủ không được đi, một đêm đi, bằng đêm quý vị tự nhiên bị thấy mơ mơ màng màng, mơ mơ màng màng, mơ mơ màng màng, cái gì á giống hệt là lúc quý vị đang bị nhức đầu hay là chóng mặt á, giống như có ai mà người ta nói cái gì rồi bị thấy giống như trên cao bị rớt 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 xuống. Những trạng thái ngộ lắm. Mà con người nếu mà thường bị như vậy, thường mà thần kinh yếu là bị vậy đó. Mà thần kinh yếu là trạng thái gì phải không? Duyên phước bị giảm. Con người kia thần kinh nó mạnh á, là duyên phước nó tăng. Còn con người mà thần kinh nó yếu là duyên phước nó giảm. Mà duyên phước nó giảm đến mức giết mình đặng độn, rồi mình điên luôn quý vị ơi. Khi mình điên luôn là xong rồi, tiêu rồi. Như mấy bé nhỏ nhỏ đây, có con thích cái con thông minh không? Thích đúng không? Các con hiếu với cha mẹ con là thông minh nhất à. Rồi muốn đẹp không? Gái đứa nào muốn đẹp đúng không? Hiếu với cha mẹ là đẹp nhất, phụng dưỡng cha và mẹ là vận may tối thượng nhất, phúc đức lớn nhất là hiếu với cha mẹ. Nên mấy đứa bé nhỏ nhỏ đây đa phần nó rất là đẹp, là do các con phải hiếu với cha mẹ kìa. Cha mẹ mà nói đến mà kênh á, nghinh á, trả lời á, giật một giật hai lại đó. Cha mẹ kêu cầm điện thoại bấm 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 bấm, kêu im gu quay lại nghe đi hoài. Con biết có vậy không ta? Có đó, đó thấy chưa? Mà các con thấy cái điều này mình có lỗi không? Những đứa nói bây giờ các con chưa làm gì ra tiền, từ đâu dép các con mang, từ bộ đồ của con đang bận, từ trang sức các con đang trên người, đều là tiền của cha mẹ mồ hôi nước mắt đổ ra mà cho mình. Mình vay mượn của cha của mẹ nhiều lắm, vì mà chưa làm được gì mà đã kênh lại rồi. Không chi mà mai mốt á, có vợ có chồng rồi, cha mẹ mà già rồi, đố mà nó nuôi mình, nó mà nuôi mình nó cũng dằn vặt mình, nó đè đầu cỡ cổ mình, nó bứt tóc cho chết. Có nhiều đứa con nó hổn nói cha với mẹ mà kiểu nói kiểu mắc đức. Ông bà già rồi chết đi sống chi, hôi hám nhà cửa, dơ giấy, ăn chay đáy dầm. Đó nó chữ vậy đó. Thì các con hãy nhớ nghe, những lời nói này của các con sau này con các con nó sẽ trả lại cho con gấp gửi lần. Các con trả cho cha mẹ các con một lần thì con nó trả thêm nửa phần nữa cho các con đó.
Nên con người mình đối xử với cha mẹ mình sao, con mình sẽ đối xử với mình như vậy đó. Nhớ điều này nghe. Mà một người đã giảm phước rồi càng ngày nó càng xấu. Mấy đứa bé này nó tăng phước nè, nhìn mặt tươi nè. Bây giờ mình rảnh rảnh mình ngồi đó, mình nghiêu nghe, mình nghĩ gì, tào lao bất xế gì, mình niệm vài câu Phật hiệu đi. Mới lớn lên này nó ưa nghĩ tào lao bất xế lắm nè. Nó ngồi nó bấm điện thoại, nó coi cái thằng nào đẹp trai, diễn viên điện ảnh, ảnh nào đẹp, diễn viên điện ảnh nào đẹp, nó coi. Rồi diễn viên Hàn Quốc nào đó nó coi. Chàng ơi, nó có đẹp thì nó đẹp là cái của nó, còn mình đó là lùn xỉn này nó ngó hàng gì đến mình đâu. Hiểu không? Mình lo bản thân mình cho đặc biệt đi. Mình có ngưỡng mộ nó từ phương xa gì đi chăng nữa thì cũng là của nó. Có được cái gì đâu. Mình nên có cái mà của mình nắm bắt được kìa. Đi ngưỡng mộ cái phương trời xa không à. Mà quên đi cái gần gũi kế bên là cha mẹ, người thân. Không? Rồi ăn diện lớn nhỏ xíu tuổi, mười mấy tuổi cũng biết dọn diện vậy lắm. Đi đâu chạy tóc mướt rượt. Có bao giờ mà nói mà nghĩ đến cha mẹ nhiều đâu, bởi vì mắt phước sạch nhách chứ. Ăn trái mà không nhớ kẻ trồng cây, uống nước mà không nhớ nguồn. Ngưỡng mộ cái trên trời dưới đất gì đó mà cha mẹ trước mặt đó chớ bao giờ lỡ nói một lời thâm lơm hỏi han. Các con tự xem lại đi, những điều những Đức nói các con có dính phải không? Các con dính phải thì sau này các con sẽ bị trả đũa Iran như vậy luôn. Gieo nhân nào thì gặt quả báo nấy à. Không có chạy thoát vào đâu đâu. Nghe không? Nên học giỏi cũng chưa chắc thành đạt nữa. Bất hiếu mà sao thành đạt? Học giỏi cũng chưa chắc thành công nữa, nói lời giả dối sao thành công? Nghe không? Sau này đi học ở xa đồ đó, đã là có tính giả dối mà với cha mẹ thì đừng có mong mà thành công. Thích mua sắm này kia, nói rằng là cần đóng tiền học, rồi mua quà, rồi hay mua tập vở, mua viết, mua đủ thứ. Cha mẹ gỡ tiền lên. Mình chỉ cần có một cái tâm giả dối thôi thì con người mình đố mà thành đạt. Nó hình thành một con người giả dối quen tật. Sau này ai tin tưởng mình mà thành công? Bây giờ các con làm thầy cô giáo mà giả dối thì sao các con thành công đây? Hiểu không? Nên các bé nhỏ ngồi đây nè, tập cho mình đi. Bây giờ chủ nhật những Đức lập cái khóa tu cho đó, giảng pháp đồ tu có hình ảnh đàng hoàng, thấy chưa? Các con thấy một cái đầu những Đức thôi mà tính bao nhiêu chuyện. Giờ này những Đức đang ngồi ở đây, người ta tu chánh điện có hình ảnh, ba bốn chánh điện người ta tu khắp nơi nơi, người ta tu với chung đó. Nó một cái đầu thôi mà tính ra nhiều ghê không. Giờ này bao nhiêu người tu với nhận đức chưa, rồi chánh điện ba bốn chánh điện, rồi miền ngoài, rồi miền tây ở các tỉnh thành, rồi từng gia đình tu tập chung. Giờ này bao nhiêu người đang đeo máy niệm Phật, bao nhiêu người đang nghe pháp đó. Rồi bây giờ đang ngồi đây chia sẻ Phật pháp, người ta đang coi trực tiếp nữa, thấy không? Rồi tới cái phòng hộ niệm với bà già, mà những Đức còn lập cho cái khóa tu mà những Đức ngồi đó tu với mấy bà xá theo. Những Đức giảng, những Đức nói mấy bà cụ phát nguyện giảng sanh, nghe đưa tay lên, và những Đức nói trong tivi, bà đưa tay, ô đưa tay giảng sanh. Ngộ chưa? Cái cách nghĩ cho người ta nó nghĩ đến mức vậy đó. Nên có cái tấm hình những Đức có mấy câu, người thành công thì thường nghĩ vào phương pháp, người thất bại thì thường diễn lý do. Thất bại là thất bại, đừng có diễn lý do. Đối với người ta thành công hoặc là người ta có góc độ, mình diễn lý do là người ta không thích đâu. Thất bại là thất bại, hãy gầy dựng lại, đừng có nên quá nhiều lý do. Mình thất bại mà mình dở mà mình cứ diễn lý do không à. Hiểu không? Mình nói chuyện ra người ta chửi mình nói tại nó chửi tôi, tại mình không có duyên người ta chửi mình đó. Nên từ nơi đó hãy tạo ra nhân duyên đi. Nên Nhân Đức ở trong chùa, Nhân Đức nghĩ bao nhiêu phương pháp, thấy chưa? Bữa nay cái máy nghe pháp lễ quý Quan Âm vừa mới đem về.
Nên từ nơi đó mà lễ viếng Quan Âm đợt này rất là đông, chuẩn bị 50.000 cái máy niệm Phật rồi đó. Tượng Phật là đem về tấp nập. Có nhiều người hỏi như Đức, ủa ở đâu thầy có tiền thầy làm hoài vậy thầy? Người ta đưa thì làm thôi. À, đưa thì làm thôi, làm thì ta đưa thôi chứ làm sao. Thấy không? Nên các con sau này lớn lên, cả con gái cũng giỏi lắm, chỉ cần có góc độ sâu sắc. Bây giờ nhiều người nữ người ta cũng làm tướng chứ giỡn đâu. Thấy không? Đó. Nên mình phải được tiếp nhận giáo dục, tối ngày học mà trở thành một cái tủ sách, đóng cửa, đóng tủ lại không à, không kết quả đâu. Học làm sao mà áp dụng được nó mới thấy hay. Bây giờ mình là con gái mà đi đâu biết chào hỏi người ta, miệng nở nụ cười nhiêu đó thôi, làm đi. Gặp người chào người ta cái làm gì mắc cỡ, chào cái cũng mắc cỡ nữa, mắc cỡ ngậm cái miệng lại hả? Lúc cần nói không chịu nói đâu, lúc cười không chịu cười đâu, ngậm cái miệng lại. Còn lúc cần nói khơ khơ thì nói sùm, đi ra đường với bạn bè thì nói chót chét chót chét chót chét. Còn gặp người lớn thì không biết chào hỏi, nói chuyện với cha mẹ thì không nói rõ ràng. Mình tập từ khi còn nhỏ cái gì mà nói rõ ràng đi. Mình đi vô trường học ai ăn hiếp, ai chọc ghẹo mình, ai ai mà có tâm không phải với mình về nói với cha mẹ nghe, nói cho đàng hoàng. Mình gái đừng có ai bị ai hù mình đấy. Tôi vậy đó nghe, mà về mà nói cho cha mẹ biết là tôi chết với tôi á. Làm gì chết với tôi? Tôi sợ lắm, tôi không dám nói đâu. Chạy về nhà nói với cha mẹ nghe liền. Chứ người lớn ra mặt, thấy không? Hù mình á. Đó. Nên từ nơi đó mình tập vậy thì con người mình nó mạnh mẽ. Ví dụ như mà thầy cô giáo hỏi cái gì trả lời cho đàng hoàng, nói chuyện rõ ràng, tập cho nó quen cái tiếng nói rõ ràng. Thầy giáo hỏi con ở nhà có mấy anh em? Dạ 7 người thầy. Mấy trai mấy gái? Dạ 4 trai 3 gái thầy. Nếu tính luôn ba con là 5 trai, tính luôn mẹ con là 4 gái 5 gái vậy đó. Thấy không? Nó rõ ràng. Nhà con khá giả không? Dạ đủ ăn đủ xài. Gái mà nói chuyện vậy là thấy dễ thương rồi đó. Có khi mà hỏi đến bây giờ mấy đứa mười mấy tuổi rồi mà hỏi đến cái gì nó ưa trả lời ngộ lắm. Nhìn. Ngộ ghê á. Cái người vậy sau này đứng trước công chúng mọi người phát biểu sao rõ ràng, nói chuyện phải rõ ràng. Mình đi học mà 11, 12 hết rồi, bây giờ nói chuyện phải nói rõ ràng, phát biểu cái gì rõ ràng, nói chậm, nói chắc, hiểu không? Nó từ nơi đó vậy các con tập vậy đi, chứ đừng có mà mấy cô mình nhận Đức mà hỏi cái gì nói nhỏ nhỏ Đức tán vô mặt bây giờ, lên lên, nói nhỏ xíu rồi, không đủ hơi hả? Hiếu xăng phải không? Thiếu cơm gạo hay gì mà nói chuyện chút xíu gì, thấy không? Còn mình con trai cũng gì, nó nói chuyện phải rõ ràng. Nó tập từ khi còn nhỏ, cái tiếng mình nói phải cho rõ, ta nghe cho nó dễ, thấy không? Đó, nên còn gặp người già ta hỏi, nói lớn lên cho bà nghe, ông nghe. Người già mà lỡ nói chuyện cái gì? Cái gì? Chàng ơi, mất thời gian thấy ghê. Thấy không? Nó không mà Nhân Đức thấy rõ ràng, bị nhiều người ngoài đời mà vô gặp Nhân Đức nói chuyện gì nữa. Nói sao đâu. Ngồi mà mình lỗ tai mình thính ghê mà nói, bà nói bà nghe. Nói xong Nhân Đức nói, bà làm luôn đi. Nói sao thầy, tôi có nghe câu nào đâu tôi biết. Chàng, bà nói gì đâu mà. Bà không hở cái miệng ra. Bà hiền lắm hả? Nó không, con chữ người ta lắm. Lúc bà chữ thì bà chữ lớn còn hơn cái gì mà lúc nói chuyện với ông thầy thì kỳ cục ghê, hiểu không? Nó dám ăn, dám nói, dám gói, dám sách. Thưa quý vị,
Nên con người khi duyên phước nó tăng lên, nói chuyện cũng mạnh mẽ nữa, mà nói đơn giản mà ta thấy dễ thương nghe. Mấy nhỏ gái này mà nhận đức dạy duyên phước nó lớn, ta gặp ta thương. Còn cái kiểu mà nói chuyện mà nói mà ổng a ổng ẹo là người ta ghét, điệu đàn người ta ghét dữ lắm, nghe chưa. Gái tập đơn giản thôi, nhà có giàu gì giàu, đi lỡ nhà bạn bè nghèo người ta mời mình buổi cơm ăn, nó nói, nhà con đồ ăn nhiều lắm, đồ ăn này con có ăn đâu, vô duyên. Nhà mày đồ ăn nhiều kệ nhà mày, tao mời mày là có tấm lòng, mình bới lên mình ăn. Mình ăn mà mình còn nói một câu, công nhận đồ ăn nhà bác ngon thiệt nha. Mình vậy đó, người ta thương mình các con, hiểu không? Ta thương mình. Khi bới cho mình chén cơm nhiều quá mà nói dạ cô, hồi nãy con mới ăn ngoài kia, sợ nhiều có ăn không hết, cô cho con xớt qua cho cô một miếng đi, con ăn nhiêu là đủ rồi, bữa nào con đến con không có ăn chỗ khác, con ăn nhà cô ăn nhiều luôn. Hiểu không? Chứ mình đừng có chảnh chẽ ba lá hẹ. Lỡ nhà người ta dọn cơm ra, cái này mình ngồi mình làm nè. Cái gì vậy ta? Cái này là cái gì đen thui vậy? Kiểu chảnh chẽ cái đó là người ta ghét, hiểu chưa? Nó nên đừng có gì, giàu gì giàu kệ chứ. Nó nên các con sau này đi du học nước ngoài đồ này kia nghe, về ở quê hương của mình phải trở thành một con người bình thường, nghe chưa? Chứ không phải đi học ở phương xa đồ về cái tự nhiên á, giống như bà bóng bán bánh bò vậy. Hiểu không? Mình học cao thì học cao, chứ mình mà đối nhân xử thế mà không đúng là người ta ghét mình đó các con à. Xạo sự là người ta ghét mình đó. Ví dụ như mình mới lỡ công ty, dù mình có cái sở học bằng tiến sĩ, thạc sĩ gì, nhưng mà mình đã mới lỡ nơi đó là trước nhất phải dè dặt. Có người mình phải dè dặt, rồi mình phải tìm hiểu, rồi mình biết hỏi han, dù mình là người hiểu biết đó, mình phải hỏi người ta, để cho cái người xung quanh người ta bảo vệ thương yêu mình, rồi mới nâng cái vị trí mình lên cao, lúc đó người ta mới tôn trọng mình và người ta chấp nhận mình. Có một cái ngôi chùa, mà ngôi chùa này giống như không có vị chủ trì, mà người ta đưa một người đến để quản lý ngôi chùa, mà lỡ đó một phát á, thì sắp xếp cho người ở trong đó, người ta không được ở, người ta quán than. Nhà Đức nói với mấy anh em trong chùa, nhà Đức nói rằng cư xử đó không hay, sau này mấy anh em dù mình không có học nhiều nhưng cư xử mình phải khôn. Thí dụ như bây giờ mình có chức phận gì, người ta phái mình đi đến một cái nơi đó là địa điểm người ta đã từng quản lý, mình đi đến đó quản lý, trước nhất là mình hạ mình xuống, mình quan tâm, mình lo lắng cho người ta trước đi, để mình lấy lòng cái người ở chỗ đó đó. Mình lấy lòng xong hết trơn, mình mới nêu lên cái lý do mình đi đến đây, rất nghiêm túc, rất đàng hoàng. Người ta nhìn cái tố chất của mình, tự nhiên người ta ủng hộ mình, rồi mình sẽ đứng vững được ở nơi đó. Vì nhớ, vũ lực có khi cũng chưa chắc giải quyết được vấn đề. Có những cái nhẹ nhàng thôi mà giải quyết được vấn đề, còn có khi vũ lực nó có sự tác dụng phụ. Đừng bao giờ lúc nào cũng dùng tới vũ lực, và có người lúc nào cũng áp đặt người khác quá đáng, người ta không đồng tình đâu. Ta sẽ không đồng tình mình đâu quý vị à. Nghe không? Nên các con còn nhỏ, các con nghe điều này mà các con nhớ được nghe. Sau này cách đối nhân xử thế của các con nó đặc biệt lắm. Đừng có nói con nít, cả người lớn chúng ta hãy tự xem lại mình. Năm xưa Hòa Thượng Tịnh Không khi còn tại thế, Ngài đi đến một cái nhà thờ mà người ta bán cho Tịnh Tông học hội. Ngài đi đến nơi đó nghe quý vị, Ngài giảng pháp đó, Ngài dùng cái máy chiếu, Ngài chiếu ra nó hiện hình thánh chúng ra. Khi Ngài nghỉ giảng pháp là để y nguyên cái nhà thờ luôn, thì tự nhiên người ta tôn trọng Ngài. Ngài không có dám tùy tiện đi đến đó mà dọn hết, sắp xếp lại, dù đó là nhà Ngài đã mua. Thấy không? Cách cư xử người ta khôn, thông minh, khéo léo vô cùng chứ. Nó nên mình nói rằng nếu mà con người mà tiếp nhận giáo dục đặc biệt thì những đức nói vị nghe chứ, vị đi đến đâu sẽ được người ta tôn trọng tới đó 100% quý vị luôn. Những đức ở đâu xuất hiện ở đây, những đức là đi đến đây là chùa chiền hòa thượng xây hết rồi. Các huynh đệ của những đức đa phần là thạc sĩ tiến sĩ nhiều, có học trường Phật học đồ có nhiều,
Mà những đức ở đây được cũng không đơn giản. Không đơn giản. Mà những đức qua tới bên Đại Tùng Lâm bên đó, ở bên kia. Mà bây giờ mà các anh em huynh đệ đều cùng ngồi chung với những đức. Điều này không đơn giản. Các huynh đệ lớn ngồi chung với nhau hết. Nó có thời gian quý vị. Có thời gian để người ta cảm nhận mình từ 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 từ, nó thấy cái hành động của mình. Hết lòng hết dạ lo cho Tam Bảo, người ta tiếp nhận mình. Chứ mình là người đi đến quá sao. Chứ nếu như đi đến đây mà có điều kiện, có Phật tử mà nghinh ngang, coi chừng cái mỏ máu không. Chứ đừng nói chuyện dẫn chơi, thấy không? Chúng ta đừng bao giờ ỷ lại nghe quý vị. Giàu thì giàu chứ về quê mà nó giàu giàu mà xạo xạo mặt nghinh nghinh á, nó đạp mình một đạp văng xuống cầu khỉ. Đừng có giỡn chơi. Biết người biết ta, trăm chặn trăm thắng. Chúng ta sống làm sao á, phải biết mình đặt để sao cho phù hợp. Mấy bé này phải nhớ nghe không, sau này đi đâu cũng vậy chứ nghe. Đi đến chỗ học tập mà cái chỗ tập trung người, khéo sống thì nên, không khéo sống nó chùm bao bố nó quýnh. Đừng nói chuyện dẫn chơi. Mình cả làm thầy người ta làm gì đi lợi dạy học ở trường học nghe. Học sinh bây giờ nó dữ lắm á. Mình phải nhìn vào cái căn tính nó mà mình dạy nó. Chứ đến mà ngang ngang tuổi mình chửi nó, mình la nó đi, nó không nói gì đâu, mà bước ra khỏi trường học rồi coi chừng nó xử mình nữa. Đâu biết gì nhân quả đâu. Nên dạy học bây giờ mình cả vấn đề phải thông minh. Có những cái nói được nói không được thì thôi. Chứ mình đụng tới nhiều chi vậy. Nhiều cái xử lý không có được. Nên từ nơi đó mà các bé này mà học được một chút tư tưởng sống thôi, sau này đi đâu sống cũng hay. Còn đi du học ở nước ngoài, đi đến nước nào cũng xem cái nền văn hóa nước đó, cái gì là cái đặc biệt nhất, để mà học được thì sau này sẽ rút nhặt được rất nhiều cái tinh hoa trí tuệ của một quốc gia đó mà học được. Đúng không? Từ xưa tới nay chúng ta thấy nhiều quốc gia trên thế giới muốn chiếm đoạt một đất nước của người ta mà có quốc gia nào chiếm đoạt quốc gia nào được đâu. Thì chúng ta sau này, những đời sau này phải nhớ, nhà mình lo cho tốt đi, đừng có đi chiếm đoạt của ai chứ. Vì mỗi nơi nó có cái phúc báo của nó. Mình đụng đến mất công tổn mình tổn người, không được lợi ích gì, thấy không? Mà còn tội lỗi. Nếu mà học đạo mà hiểu được điều này, sau này cái lớp trẻ này lớn lên, con người sẽ biết an phận. Sẽ biết an phận quý vị à. Thật sự quý vị, mình đào tạo cho một con người thiện nó cũng lợi ích lắm, chứ mình đào tạo một người ác cũng ghê lắm quý vị. Một con người ác nó kinh lắm đó quý vị ơi. Bây giờ quý vị coi Phật giáo á, rèn luyện ra những đức đó, từ một con người ác ở ngoài đời hư hỏng đó, mà rèn luyện cho một con người mà nuôi được 2000 con người. Kinh khủng không? Nếu như bây giờ mà ở cái đất nước này mà có một người nuôi được 100 người thôi, người nuôi 100 người thôi, thì vì coi cái quốc gia đất nước chúng ta phải thịnh không? Thịnh rồi còn gì nữa giờ. Bây giờ Phan nói tới 2000 người, một người nuôi được 100 người thôi, thì bao nhiêu con người mà cơ nhở tùm lum tùm la là được nhờ hết trơn rồi. Đó, vì vị biết rằng nếu mà thật sự tiếp nhận giáo dục thì hay lắm. Quý vị nhớ cái gia đạo mình nghe lộn xộn lu bu, vợ chồng không hạnh phúc nghe, phước duyên giảm đó. Phước duyên giảm. Mình làm ăn mà không lên được nghe, nói chuyện không ai nghe, làm ăn mà bị xuống dốc á là phước duyên giảm đó. Làm ăn có lên đâu. Nên quý vị hồi phục phước duyên lại là làm ăn nó lên liền à, 100%. Những đứa ngày xưa ngoài đời không có duyên phước, làm hoài làm cũng có tiền nữa. Lạ ta, nó có tiền giống như nó có tiền trước mặt, mắt sạch nhất rồi, không có nên. Nên quý vị hồi phục phước duyên là hay lắm. Mà tu duyên tu phước á, là những điểm chùa mình tu duyên tu phước hay lắm. Tại vì nó đông người, bởi vì ở trong đông người này mới bị nhìn ra được mặt trái mặt phải. Đi học thì đúng là số 1 luôn. Quá hay. Quá hay luôn đúng không? Như hồi chiều mà nấu ăn với vị ăn thấy ngon quý vị. Sáng mai sẽ có một cái nồi đồ ăn tràn ủi. Các con thấy đem cái lợi ích cho người ta đem lợi ích cho mình. Cuộc đời con người nhớ nghe các bé nhỏ,
Đừng có bao giờ lúc nào đi đâu cũng muốn bòn hết chứ. Các con không có gì đâu. Hãy đem cái lợi ích cho người ta, người ta sẽ cho mình lợi ích liền cái gì đâu. Hiểu không? Đó, chuẩn bị nè, chiều nay sáng nay tôi kho một một nồi kho tiêu cho quý vị ăn. Ăn ăn xong là tiêu trời nghiệp chướng luôn đó. Hiểu không? Nó hồi chiều tôi làm cái món mà gọi là cánh gà bấm tim, thấy chưa? Thấy cánh gà chưa? Các cái đó cắt gà đó nghe. Nó quý vị ơi, trong cuộc đời chúng ta thấy trao trái ngọt cho nhau là thấy nó hạnh phúc gì đâu hết quý vị. Đi đưa trái đắng cho nhau làm chi, nó khổ đau quá à. Thấy không? Hey. Từ từ đó mà đi về đây mà có nụ cười là thấy hạnh phúc rồi. Dù chưa có cúng dường gì nhưng mà cười giùm tôi một cái đó là cúng dường. Thấy không? Giờ bữa nay cái ăn gọn gọn thôi mà không có gọn đâu nghe. Bánh chán trộn, chán này cả công trình trộn đó. Hồi chiều mà Nhân Đức mà lấy bánh chán quay vòng. Đơn giản đâu nghe chưa? Đổ me chua vô quay thành cái bánh tráng này đó. Quý vị biết thêm cái nữa tôi ngồi làm được thấy không? Rồi xong rồi một chai sữa thấy không? Còn nữa kem. Vậy thì mỗi tuần thứ bảy á, vợ chồng con cháu là ở đây ngồi được bên nhau quý vị, mà nó có một cái mặt tâm linh phát triển được. Và tin nhân quả, vợ chồng biết sống hạnh phúc với nhau. Thấy không? Vợ chồng gặp nhau giờ cố gắng tôn trọng nhau, sống cả đời hạnh phúc. Thấy không quý vị? Còn họ không muốn hạnh phúc thì thôi, mình hạnh phúc mình. Chứ sao bây giờ? Tiền đâu không gì. Gãi lỗ tai là tìm phóng rồi, thấy chưa? Nên nhớ nha quý vị, mình bồi dưỡng hạnh phúc mà người ta phá vỡ hạnh phúc thì chúng ta duy trì hạnh phúc của mình. Nhớ, đó là cái đặc biệt nhất rồi đó. Như cái câu chuyện của Du Tịnh Ý Công mà gặp Táo Thằng. Mấy con biết cái ông này ông học giỏi, thông minh, nhưng mà ông chỉ có cái tâm gọi là háo thắng. Nhớ không? Rồi ông thích đập ruồi, đập mũi, đập kiến, sát sanh. Và ông háo thắng, ông ưa cười chê người ta, chế nhạo người khác. Không có cái tâm này. Vậy đó mà ông học cao nhưng mà ông không có thành đạt được sự nghiệp. Cái gia đạo của ông gọi là gặp nghịch cảnh. Vì mình kể câu chuyện của ông, mình xem có nhiều người có khi chúng ta cũng dính phải. Trong cái gia đình gặp tai nạn, rồi mất tiền, không? Tiền cắt mà để trong cái cục gạch mà để âm vô tường mà dặn biển chợ ăn cắp, thấy chưa? Khi mà cái nghiệp duyên nó đến là nó vậy đó. Rồi con cái ông chết lần hết. Rồi còn đúng thằng con trai mà cũng bị bắt cóc. Vợ khổ quá buồn khóc mù mắt luôn. Một đứa con gái bị điên, coi gia đạo kinh khủng không? Nghe gia đạo mà quá kinh khủng. Rồi ông thì ông hờn trách chờ đắc tại sao đối xử với ông vậy? Ông tạo tội nghiệp gì? Mà thằng Táo Quân thị hiện đến điểm hóa ông. Từ đó sao ông nghe lời, ông viết lại câu chuyện cuộc đời của ông. Và ông sửa đổi lỗi lầm, nhớ là Du Tịnh Ý Công và Liễu Phàm giống một nguyên tắc, đó là ăn chay.
và Biết Phong Sạch. À, anh trai Biết Phong Sạch sửa đổi lỗi lầm lại, ông đủ bạn bè đi làm đường, sửa cầu, rồi dạy học miễn phí giúp đỡ người. Ông không có tâm chế nhạo người khác nữa. Như vậy mà cái phúc báo ông phát triển lớn lên, tới tuổi già rồi ông mới đậu tiến sĩ. Mà cái thờ đó mà tiến sĩ là nó đặc biệt lắm á. Thờ đó tiến sĩ gọi là một bằng cấp mà cực kỳ, mà gọi là đặc biệt tuyệt vời, mà nhà vua mời thỉnh vào để mà làm quan hoặc là dạy học cho con của các quan lớn. Vậy mà cái phúc báo của ông không còn lòng tham, ông không còn nặng nề về công danh. Ông tạo phúc duyên. Khi phúc duyên nó phát triển đến con của ông bị lạc lòi mấy chục năm, vậy mà ông tìm ra được con trai của ông. Thì thấy cái phúc báo đặc biệt chưa? Chuyển hóa lạ chưa? À, còn phúc báo kia phát triển lên đó các con, thì con gái của ông bị điên từ từ hết điên. Rồi khi mà kiếm được người con trai đem về, người mẹ gặp được con trai mà người mẹ mừng đến mức mà mừng rồi cái tự nhiên cái sáng mắt. Sáng mắt luôn. Gia đạo về sau có phúc báo, hưởng được phúc báo, sống bình yên. Y gan tiên sinh Liễu Phàm luôn. Mà từ tu nhân tích đức nha quý vị, chuyển nghiệp, chuyển nghịch cảnh cuộc đời. Nên như Đức nói gia đình nào nghe con cháu đồ nè, gả con gái thì không hạnh phúc nè, cứ là thay vợ đổi chồng, con cái bệnh đau chết yểu, từng đời chết yểu, rồi gia đình lộn xộn lu bu. Trong cái cõi đời này có đó quý vị. Nếu mà biết tu nhân tích đức nghe là 100% sẽ chuyển hóa đó. Người xưa người ta làm được mà, chuyển hóa đó. Bây giờ quý vị coi, bây giờ đơn giản thôi. Bây giờ ngày xưa nhà Đức đi đến cái ngôi chùa Hòa Thượng ở đây á, nhà Đức nói thật lòng 100% là ở đây rất là buồn quý vị à. Rất là buồn luôn á. Đây giờ mình nói, giờ có Hòa Thượng mà ngồi đây ngày nói ờ đúng rồi, ngày xưa ở đây buồn thiệt, vắng vẻ mà buồn lắm. Hồi đó nhà Đức đi đến đây quý vị ơi, mà nó tối lắm, không có đèn đuốc như bây giờ, nó buồn lắm. Thì hồi đó nhà Đức đi đến đây một năm chờ vẫn còn, nó chưa phát triển mà quý vị, hai năm cũng chưa, nó phát triển từ từ lên. Vậy mà nơi đây khuyên niệm Phật rồi, tu duyên tu phước rồi, hướng dẫn người tu, nó cũng là cái chánh điện này nghe quý vị. Nó chỉ là dãy nhà này xây lại nè, dãy nhà này xây lại nè, bên kia cắt nhà lại nè, còn bên kia là nhà Y Thinh đó, bên kia nhà Y Thinh đó. Vậy mà cái hoàn cảnh bây giờ nó giống như là nó bặn lên mình một chiếc áo mới hoàn toàn. Thấy không? Rồi nhiều người á, người ta rất là thích về hộ pháp quý vị. Thì từ ngay chỗ này thì mình thấy rõ ràng quý vị ơi, phúc đức nó chuyển hoàn cảnh. Rồi phúc đức nó chuyển nghiệp, chuyển nghịch cảnh trong cuộc đời. Mà cũng từ phước đức nó giúp cho gia đạo bình an. Phúc đức nó làm cho gia đình mình hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận, con cái ngoan ngoãn dạy biết nghe lời. Quý vị biết rằng con mình nói nó không nghe là vì mình thiếu phúc đức đó quý vị. Chứ mình đủ phúc đức là con mình nói nó nghe đó. Quý vị nói ồ tôi cũng tu phước tu duyên dữ lắm. Phước duyên, phước đức, hai cái nó có khác nhau. Có khi mình tạo duyên tạo phước mà mình chưa có đức. Mình chưa có đức là do cái tâm mình còn ganh ghét quý vị. Còn tâm đố kỵ, ganh ghét. Nhớ mình xem lại cái tâm mình coi, ganh ghét đố kỵ, không vừa lòng không vừa ý, nghe không? Còn cái tính đó để trong tâm ẩn nhẹm ở trong đó. Tuy cũng niệm Phật đó mà còn buồn còn giận. Ví dụ như bạn bè của mình ai đụng đến là không được này kia, rồi đúng gì bây giờ sai bây giờ cũng nói mình là tới là không được, con mình sai với ai nói tới là không được. Vì mình đâu có đức đâu, không có đức. Vì mình không có tâm khoan dung thì không có đức. Nhưng mà tu duyên tu phước thì có, mà duyên phước thì sai hết. Được người ta khen, được người ta tán thán, rồi nó qua sắc diện cũng có được, đẹp lên. Duyên phước nó làm cho mình đẹp lên, thấy không? Nhưng mà nó sai hết, từ từ nó héo hon lại. Giống như ghen là một bóng đèn, nó sáng gì sáng, chứ có khi một ngày nào nó cũng tắt à. Nhưng mà cái đức là nó tồn tại vĩnh cửu luôn. Nó là trong cái tâm thức, trong cái tánh Phật của mình xuất hiện ra.
Đức á, thấy không? Nên mới nói rằng á, đức thì chùm phước duyên, mà duyên phước không chùm được đức. Người có đức thì có tất cả, người có duyên phước chưa chắc có tất cả, thấy không? Nó có những cái nghịch cảnh cho cuộc đời. Có những người quý vị biết rằng nghe, quý vị tuy là nhìn quý vị có phước nhưng quý vị lại khổ. Vì thấy trong cuộc đời này có người có phước mà khổ không? Giàu mà rất là khổ. Nhà cao cửa rộng, sang trọng rồi, có danh tiếng, có của cải, ông này bà nọ, nhưng mà khổ, khổ tâm. Cái người khổ tâm là thật sự nói là có phước, thì đây không phải là cái phước sức thế gian đâu quý vị à. Mà họ nặng về cái phước thế gian nên họ khổ. Nếu như cái người mà có đức á, có cái phúc báo của sức thế gian á, là quý vị sẽ thường an vui tự tại dữ lắm. An vui tự tại, quý vị sẽ thường an lạc, quý vị thoải mái tâm trí, quý vị dữ lắm. Quý vị sẽ thường nghĩ thiện pháp, nghĩ những điều tốt, những điều lành đó. Nên á, chuyển được sự nghiệp á, là từ nơi cái phước đức. Cái phước đức khoan dung tha thứ, niệm niệm nghĩ gì người, hại người mà lợi mình là tuyệt đối không làm. Lợi người lợi mình còn có thể làm, lợi người mà ít lợi mình gì mình cũng làm, thì đây là thật sự có đức. Có đức. Ví dụ giờ nít đi đến chùa mình gì nè, bây giờ mình dạy cái việc mà bây giờ đừng giết đùi, giết mũi, giết kiến, giết gián, đó là một cái căn bản để phát tâm từ bi. Căn bản phát tâm từ bi. Rồi mình dạy các cháu là đừng nên nghinh liếc cha mẹ, vậy đó là móc mắt đi cái phước đức, hiểu không? Rồi á, đi học về thì phụ cha phụ mẹ, được chút gì thì phụ, đó là tạo cho mình cái siêng năng. Chứ giờ mình đi học về mình để cặp đó xong mình bấm điện thoại, rồi cha mẹ nấu cơm cho mình ăn xong kêu mình ra ăn cơm, vậy thì mình ra sao này, mình lớn mình dở, mình dở lắm mấy con. Bây giờ các con coi những đức, cái gì những đức cũng làm được, không? Nấu ăn cũng được, giảng pháp cũng được, sắp chúng cũng được, cho người ta tu cũng được, bố trí nhân sự cũng được, xây chùa cũng được, làm gì cũng được. Nó thấy chưa? Từ siêng năng mà ra, từ siêng năng mà ra. Mà những đứa đâu xài điện thoại đâu, nên các con xài xài nhưng mà có khoảng thời gian nào thôi. Nó thì bây giờ nếu các con nghe lời những đứa thì các con nên liền là chắc chắn luôn á. Đặc biệt coi lại coi cái hành động của mình. Thôi chúc vị an lạc nha. Ai về đầu Phật hết giờ. À, những người mà bữa nay sinh nhật à, chúng ta lên đây nghe. Bây giờ mình cùng niệm Phật chút xíu xíu quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Bữa nay người nào sinh nhật lên đây. Nam mô A Di Đà Phật. Lấy kẹo con. Lấy đây. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tranh thủ con. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cô đứng cô phát kẹo. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Bước lên đây giùm mấy cô, chẹo gần cổ bây giờ. A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật. Chùa mình tuần nào cũng có sinh nhật á quý vị. Mà lỡ đây nghe đạo rồi niệm Phật phóng sanh để tưởng nhớ đến công ơn cha mẹ, nếu cha mẹ còn sống thì chúng ta cầu cho cha mẹ bình an, vui vẻ. Còn cha mẹ đã mất thì nhiều dùng cái công đức này để mình cầu siêu cho cha mẹ của mình. Ngày sinh nhật là để chúng ta tưởng nhớ đến công ơn cha mẹ nghe, chứ không phải đi mua quà nghe quý vị. Nhận quà không phải đâu nha. Bây giờ chúng ta chắp tay hồi hướng nè. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Mỗi tuần thứ bảy tại chùa Hộ Pháp chúng ta có lớp học tập rất là đông. Từ cha mẹ các cháu đưa các cháu về chùa học tập rất là vui. Và khi chương trình xong hết chúng ta có cái lễ phóng sanh. Cái lễ phóng sanh này là cái lễ cầu an nha quý vị. Cầu nguyện cho gia đình được bình an, hạnh phúc, sống tốt đẹp. Và cái công đức niệm Phật phóng sanh, chia sẻ Phật Pháp, chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ. Và cầu an cho ông bà cha mẹ của các cháu và các cháu, gia đình được bình an và sống an vui hạnh phúc. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em chúng ta trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai đều được thừa hưởng những công đức này. Và những người trong gia đình chúng ta chết oan chết ức chết cho được siêu thoát, cũng nguyện hồi hướng công đức này để cho những người đó được siêu thoát. Và chúng ta gieo cái duyên cho tất cả các cháu được cái lễ phóng sanh này, nên các con tập từ con ruồi, con muỗi, con kiến không dám giết. Đó là trưởng dưỡng lòng từ, sau này các con sẽ có phước báo nhân duyên lớn và thành đạt sự nghiệp trong cuộc đời. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Bây giờ chúng ta đọc tam quy y xong mình phóng sanh này các con. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật để thả chim nha. A Di Đà Phật. 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 Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc ông bà cha mẹ các cháu và các cháu luôn luôn an lạc vui vẻ nha. A Di Đà Phật.